Ok, thì sau khi mình làm thì mình nghe tiếng máy nó bíp bíp là nó báo được là nó báo cho anh biết là cái giờ là hết 5 phút rồi xong. Thì sau khi xong rồi mình thoa đều cái gel trên chân, trên bắp chân và trên bàn chân, xong đó mình dùng khăn nóng đắp lên. Sau khi đắp lên chân này xong thì mình trở lại chân phía bên kia. Chân này mình làm xong rồi mình tháo khăn ra, lau, lau sũng. Cái step kế tới thì mình dùng cái bar bath powder mình bỏ lên chân lên chút và mình làm massage về được một vài cái bar bath powder nó giữ cái nó tạo cái moisturize trên chân người ta giữ được lâu dài. Cái soy solution đó thì mình sẽ dùng cho chân đứt, chân khô với quá chân. Thì solution mình bỏ dưới quá chân, ở dưới những nơi nào mà da khô dưới quá chân. Hòa đều ra cho cái soy solution nó thấm sâu trong cái da người ta, tái tạo lại da lại. Sau đó mình xa hả chứ. Khi chân mình làm xong thì mình sẽ thấy được cái màu da nó thay đổi, thì kim nó giúp được máu lưu thông trên trên chân người ta, trên khách hàng, thì mình thấy cái da nó thay đổi, đồng thời da nó mịn màng hơn. Rồi xong, hai cảm ơn.